chào quý cô chú anh chị Ngọc Khánh, xin mời quý cô chú anh chị cùng tìm hiểu nội dung hôm nay trên kênh Việt Vision. Và trần bộ mặt của Y Quyên Dấp, kẻ đứng sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 6 năm 2023 tại Đắk Lắk, và bản chất hoạt động hỗ trợ người Việt tị nạn ở nước ngoài Y Quyên Dấp là ai? Tổ chức Người Thượng Vì Công Lý MSFG là tổ chức gì? Y Quyên Dấp sinh năm 1992, quê quán tại huyện Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk. Năm 2017, Y Quyên Dấp và một số đối tượng đã thành lập tổ chức Người Thượng Vì Công Lý MSFG với tôn chỉ đấu tranh cho quyền tự do của người dân để thực hiện các hoạt động ôn hòa. Tuy nhiên, phải khẳng định trên đất nước Việt Nam có 54 dân tộc. Mỗi dân tộc đều có ngôn ngữ, văn hóa, trang phục khác nhau. Không có dân tộc nào là dân tộc người thượng cả. Trên giấy chứng minh nhân dân được nhà nước Việt Nam cấp ghi nhận, Y Quyên Dấp là dân tộc ED, tôn giáo là Tin Lành. Do đó, việc Y Quyên Dấp thành lập tổ chức mang danh nghĩa người thượng là tự gộp các dân tộc ED, Mờ Nông, Ba La, Gia Rai thành một dân tộc khác ngoài 54 dân tộc Việt Nam là một hành động phủ nhận nguồn gốc cũng như đi ngược với tinh thần đoàn kết muôn đời nay của đại dân tộc. Hoạt động của Y Quyên Dấp và tổ chức Người Thượng Vì Công Lý MSFG đáng chú ý. Năm 2019, Y Quyên Dấp xuất cảnh trái phép sang Thái Lan. Từ đó, Y Quyên Dấp và một số đối tượng nhận sự chỉ đạo của Y Múc Milo trở thành tay chân đắc lực trong tổ chức phản động người Việt và Phuro Lưu Vong tại Hoa Kỳ. Cụm từ Phuro nghĩa là mặt trận thống nhất đấu tranh các sắc tộc bị áp bức. Tồn tại từ năm 1964 đến năm 1992 thì bị giải tán, giao nộp toàn bộ vũ khí cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, được viết tắt là UNTAC. Hoạt động chính của Y Quyên Dấp là nhân danh nhà nhân quyền ôn hòa đại diện cho các đồng bào tại chỗ ở Tây Nguyên, để đi lừa phỉnh lôi kéo người đồng bào ở các tỉnh Tây Nguyên vượt biên sang Campuchia, Thái Lan để có cuộc sống sung sướng. Thực tế, đồng bào ta sang Campuchia, Thái Lan phải ở những khu tị nạn có cuộc sống rất vất vả, khổ cực. Họ không có công ăn việc làm ở trong những khu tập trung bẩn thỉu, nhỏ hẹp, sống dựa vào những số tiền trợ cấp ít ỏi, không đủ trang trải cuộc sống, con cái không được học hành, không có sự đảm bảo về y tế cũng như không thể có được cuộc sống tinh thần tốt đẹp. Nhưng khi lỡ xa chân, những người tị nạn này không dám quay về Việt Nam, phần vì họ không có tiền mua vé để về, phần vì sĩ diện khi đi đã bán hết đất đai của cải, khẳng định sẽ ra nước ngoài sống cuộc sống sung túc, nếu quay về khốn khổ, họ sợ bị bà con lối xóm dị nghị gièm pha. Có lẽ không có sự đau khổ nào cho những người có quê hương mà không thể về, không có sự đau khổ nào khi bị lừa phỉnh rồi nghe theo mà bỏ nơi chôn nhau cất rốn, mặc đi như họ. Hoạt động của Y Quyên Dấp đã trực tiếp lợi dụng sự khốn khổ, mong muốn đổi đời của đồng bào người Tây Nguyên, vẽ ra một viễn cảnh về cuộc sống sung sướng ở bên ngoài, lừa phỉnh họ bỏ tổ quốc, người thân trốn ra nước ngoài. Khi lừa phỉnh được đồng bào, Y Quyên Dấp sẽ được hưởng lợi rất lớn từ các tổ chức chống phá nhà nước Việt Nam ở bên ngoài. Mục đích của những tổ chức này là kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi, âm mưu lập ra nhà nước DEGA. Tại sao tổ chức Ủy ban Cứu trợ Người Vượt Biển được viết tắt là BBSOS tích cực kêu gọi thả tự do cho Y Quyên Dấp? Khi Y Quyên Dấp bị bắt tại Thái Lan về tội xuất nhập cảnh trái phép ngày 11 tháng 6 năm 2024, các tổ chức nhân quyền bên ngoài, đặc biệt là Ủy ban Cứu trợ Người Vượt Biển BBSOS, tìm mọi cách kêu gọi vận động các tổ chức nhân quyền quốc tế gây sức ép với Thái Lan trả tự do cho Y Quyên Dấp. Trên thực tế, PBSOS vốn là một tổ chức có trụ sở tại Mỹ do Nguyễn Đình Thắng cầm đầu. PBSOS được Thắng thiết lập như một tổ chức phi chính phủ NGO nhận tài trợ từ nước ngoài, tiến hành nhiều hoạt động, trong đó có hoạt động nổi trội là hỗ trợ người tị nạn tại Thái Lan. Chỉ biết những năm qua nhờ vào hoạt động hỗ trợ người tị nạn, Thắng đã nhận được những khoản tài trợ kết xù lên đến hàng trăm nghìn đô la từ các tổ chức nước ngoài. Những tổ chức có thái độ thù địch và muốn chống phá khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam. Và Y Quyên Dấp đã tổ chức Người Thượng Vì Công Lý MSFG là một trong những tổ chức chân rết được PBSOS bảo trợ. Điều này đồng nghĩa với việc tổ chức Người Thượng Vì Công Lý MSFG lẫn Y Quyên Dấp nhận được sự hỗ trợ từ PBSOS, và nếu Y Quyên Dấp bị dẫn độ về Việt Nam với tội danh khủng bố thì PBSOS sẽ mang danh là tài trợ khủng bố.
Equinjet là kẻ chủ mưu đứng sau xúi giục chỉ đạo cho các đối tượng trong nước thực hiện vụ tấn công khủng bố vào ngày 11 tháng 6 năm 2023 tại Đắk Lắk với hành vi hết sức man rợ, mất hết nhân tính, gây phẫn nộ dư luận. Dù PPSOS và các tổ chức phản động chống đảng nhà nước Việt Nam ở bên ngoài ra sức vu cáo nhà nước Việt Nam về dân chủ, nhân quyền, xuyên tạc chính sách pháp luật Việt Nam về dân tộc, tôn giáo, nhưng chắc chắn với những chứng cứ rõ ràng và sự nghiêm minh của pháp luật, Equinjet sẽ phải bị dẫn độ về nước và chịu sự xử lý trước pháp luật. Đất nước Việt Nam với 54 dân tộc anh em khác sẽ luôn kề vai sát cánh, đoàn kết xây dựng đất nước giàu mạnh. Sẽ không một tổ chức thù địch nào có thể chia rẽ được sự đoàn kết ấy. Đồng bào các dân tộc thiểu số phải cảnh giác trước những lời lừa phỉnh của các đối tượng dụ dỗ ra nước ngoài, để rồi rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan không thể quay đầu. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung ngày hôm nay. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trong phần tin tiếp theo.